Hello, xin chào anh em, mình là Đức Thiện Lai Tinh. Ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho anh em một mẫu đèn đường năng lượng mặt trời cao cấp, công suất là 400W. Đây là một cái phiên bản mới ra mắt ở những tháng cuối năm 2024. Đó, với nhiều nâng cấp rất là đáng kể từ linh kiện, thông số tấm pin và dung lượng pin anh em nhá. Thì đầu tiên, con đèn này nó đang sử dụng cái chip LED Philips 3030 thấu kính lồi anh em nhá. Nên cái con này hiệu suất của nó là đi xa và rộng cực kỳ mạnh luôn. Đó. Và chip Philips thì cái hiệu suất của nó là tới 160 lumen trên watt anh em. Đấy, mình bật cho anh em xem nhá. Cực kỳ sáng luôn. Trên video thì anh em thấy nó hơi nháy nháy chứ ở ngoài thì ok bình thường nhá. Cái con này lên cho anh em là công suất thực luôn. Được chưa? Đây bác, mình đã mở hộp pin ra để cho anh em check cái thông số của nó nhá. Con này nó đang đi cái pin là Lightbeam 04 này, 3.2V 50Ah này. Đó, pin này thì xịn sò nhất rồi. Và cái mã sản phẩm này là nó mới về luôn các bạn nhé, tháng 6 2024. Với cái dung lượng pin mà cỡ này thì mới thoải mái cho em thắp liên tục là 12-14 tiếng được. Đó, còn độ sáng và hiệu suất của con chip LED Philips thì khỏi phải bàn rồi. Top 1 đó. Còn đây là cái phụ kiện đi kèm anh em nhỉ. Cần đèn ra đỡ này, ốc vít là đầy đủ nha. Ốc vít bắt chân đồ là đầy đủ cho anh luôn. Được chưa? Đó. Đây, sang cái tấm pin solar của nó được nâng cấp lên là pin mono anh em nhé. Tấm pin mono công suất là 50W. Kích thước của cái tấm pin này là 67 x 45. Đó, đây, thông số pin đây 50W này, 7.2V 11A. Ok chưa các bác? Và con này đi cái thùng riêng như cái vali luôn, rất là đẹp. Đó. Một cái mẫu đèn chất lượng cho anh em lắp. Và tối nay em sẽ làm một cái đoạn video mà test cho các bác là khi lắp lên cao sẽ như thế nào nhá, để anh em đánh giá nhá. Và báo giá luôn cho anh em, con này mình đang bán cho các bạn là giá 1.650.000. Hàng bảo hành 2 năm luôn. Đây bác, mình đã treo con đèn năng lượng mặt trời chip Philips 400W mới lên cao khoảng 4m. Giờ test cho anh em xem ở trên sân này cái độ sáng nó như nào nhá. Đây, các bạn nhìn này, hiệu sân các bạn mà khoảng là hơn 200m2 thì một con này thôi, các bạn nhìn ánh sáng của nó này, rất là mạnh luôn, ra mãi sau này luôn. Giờ tắt nhá. Đây, lên đèn này. Đó. Và cái con này sẽ ra cái nhiệt độ màu là trắng ấm nhá, khoảng 5.000K thôi, rất là dễ chịu các bạn nhá. Đó, anh em đánh giá thế nào về chất lượng và độ sáng của con đèn này? Có thể để lại bình luận ở dưới video này nha. Và anh em nào quan tâm cần mua con này thì có thể liên hệ bên mình, thông tin mình sẽ để ở mô tả của video này. Mình là Đức Thiện Lai Tinh nha.